Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo của HSK 2. Tựa bài của chúng ta hôm nay có tên là Nǐ zhuàn de tài shǎo le. Nǐ zhuàn de tài shǎo le, bạn mặc ít quá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu mẫu đàm thoại đầu tiên nhé. Nǐ mèi tiān zǎo shàng jǐ diàn qǐ chuǎng? Nǐ mèi tiān zǎo shàng jǐ diàn qǐ chuǎng? Bạn mỗi ngày thức dậy vào lúc mấy giờ vậy? Liù diàn tuò. Liù diàn tuò, 6 giờ hơn. Liu tiện tua. Nǐ bǐ wǒ zǎo jǐ yī ge shǎo shí. Nǐ bǐ wǒ zǎo jǐ yī ge shǎo shí. Bạn dậy sớm hơn tôi một tiếng đồng hồ. Nǐ bǐ wǒ zǎo jǐ yī ge shǎo shí. Bạn dậy sớm hơn tôi một tiếng đồng hồ. Wǒ shuì de yǎ hěn zǎo. Wǒ shuì de yǎ hěn zǎo. Mình đi ngủ cũng rất là sớm. Wǒ mèi tiān wǎn shàng shí diàn jiù shuì jiào. 我每天晚上十点就睡觉。Mỗi ngày 10 giờ là tôi liền đi ngủ rồi. 早睡早起身体好。早睡早起身体好。Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. 早睡早起身体好。Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Ở trong bài này chúng ta thấy có sự xuất hiện của từ tơ. Từ tơ thứ hai này mang ý nghĩa là dùng để nối giữa động từ và tính từ. 睡得早睡得也很早, ngủ rất là sớm. 睡得也很早, ngủ cũng rất là sớm. Chúng ta sang mẫu đối thoại tiếp theo. 再来点米饭吧, 你吃的太少了. Ăn thêm một chút cơm nữa đi, bạn ăn ít quá đấy. 再来点米饭吧, 你吃的太少了. 你吃的太少了. Bạn ăn ít quá rồi đấy. Các bạn nhớ chú ý là chữ tơ ở đây dùng để nối động từ và tính từ. Ăn rất là ít. Bú sào là trên thiên chư tơ hẳn hào. Không ít đâu, không ít đâu, hôm nay ăn rất là ngon. Trên thiên chư tơ hẳn hào, hôm nay ăn rất là ngon. Thái xie xie nì lọ. Thái xie xie nì lọ. Cảm ơn bạn nhiều. Bú sào là trên thiên chư tơ hẳn hào. Thái xie xie nì lọ. Không ít đâu, hôm nay ăn rất là ngon. Cảm ơn bạn. Rất là cảm ơn bạn. Thái xie xie nì lọ. Nǐ zuò fān zuò de zěnme yàng? Nǐ zuò fān zuò de zěnme yàng? Bạn nấu cơm như thế nào? Nǐ zuò fān zuò de zěnme yàng? Bù zěnme yàng, wǒ jì zhì bǐ wǒ zuò de hǎo. Bù zěnme yàng, wǒ jì zhì bǐ wǒ zuò de hǎo. Chẳng làm sao cả, vợ của tôi nấu ngon hơn tôi. Ở đây chúng ta có từ jì zhì. Jì zhì là vợ, là thê tử. Wǒ jì zhì bǐ wǒ zuò de hǎo. Vợ của tôi nấu ngon hơn tôi. Ở bài trước chúng ta cũng vừa học mẫu câu so sánh hơn rồi, các bạn đừng quên nhé. Chúng ta sang tiếp tới mẫu câu đàm thoại thứ ba. Xa xuệ lờ, chín thiên trân lận. Tuyết rơi rồi, hôm nay thật là lạnh. Xa xuệ lờ, chín thiên trân lận. Tuyết rơi rồi, hôm nay thật là lạnh. Dầu liễn xa sử tu ba. Dầu liễn xa sử tu ba. Dưới âm 10 độ đúng không? Dầu lĩnh xa sử tu ba, dưới âm 10 độ đúng không? Sư à, nǐ zhuàn de tài shǎo le. Sư à, nǐ zhuàn de tài shǎo le. Đúng vậy, bạn mặc đồ ít quá rồi đấy. Wǒ men jìn fǎng jiàn ba. Wǒ men jìn fǎng jiàn ba. Chúng ta đi vào trong phòng đi. Hǎo ba. Hǎo ba, được thôi. Xuệ, xuệ là tuyết, xuệ là tuyết. Lĩnh, lĩnh là số 0, zero. Lén là số 0. Tu, tu là nhiệt độ. Tu là nhiệt độ, độ. Chuan, chuan, chuan là mặc quần áo, mặc đồ, chuan, mặc. Jin, jin, tiến vào, vào bên trong. Jin, vào trong. Chúng ta sang tiếp tới mẫu đàm thoại tiếp theo. Nǐ zài mǎng shénme nè? Nǐ zài mǎng shénme nè? Bạn đang bận việc gì thế? Nǐ zài mǎng shénme nè? 我弟弟让我帮他找个房子。我弟弟让我帮他找个房子。Em trai của tôi nhờ tôi giúp cậu ấy tìm một căn nhà. 我弟弟让我帮他找个房子。现在他家离公司有点远。现在他家离公司有点远。Hiện tại thì nhà của cậu ấy cách công ty hơi xa. 现在他家离公司有点远，住得远真的很累。住得远真的很累，ở xa quá thật là rất là mệt。
ở xa quá thật sự rất là mệt. Trú động từ cộng với tơ rồi cộng với tính từ trú tớ duyện. Ở xa quá, trên tơ hành lây, thật sự là rất mệt. Trên tơ hành lây, thật sự là rất mệt. Sư à, ta dễ xí hoàng nâng trú tớ chi li tiả. Sư à, ta dễ xí hoàng nâng trú tớ chi li tiả. Đúng vậy, cậu ấy cũng hy vọng là có thể sống gần công ty một chút. Nâng trú tớ chi li tiả. Ở đây chúng ta ôm lại từ chin và từ yuan là gần với xa. Chin và yuan, gần và xa. Bây giờ chúng ta sẽ ôm một chút về bộ ngữ kết quả chữ tơ, chữ ngữ, rồi tới động từ, rồi tới chữ tơ và tới tính từ. Chúng ta có ví dụ: Tha shuo de hen hao, tha shuo de hen hao, tha shuo de hen hao. Anh ấy nói rất là tốt. Tha shuo de hen hao. Wo ji de hen zao, wo ji de hen zao. Tôi thức dậy rất là sớm. Wo ji de hen zao. Wo shui de ye hen zao. Wǒ shuài de yǎ hěn zǎo, tôi ngủ cũng rất là sớm. Wǒ shuài de yǎ hěn zǎo. Đối với những động từ mà có đi kèm với tân ngữ thì các bạn chú ý là chúng ta phải lặp lại động từ để cho cấu trúc của chúng ta đảm bảo là chữ tơ phải đứng liền sau ngay động từ. Chúng ta xem ví dụ. Tā shuō hānyú shuō de hěn hào. Tā shuō hānyú shuō de hěn hào. Ở đây từ shuō của chúng ta có thêm tân ngữ là hānyú. Tā shuō hānyú thì chúng ta phải lặp lại động từ là shuō de hěn hào. Wǒ xiǎ hānzì xiǎ de hěn kuài. Wǒ xiǎ hānzì xiǎ de hěn kuài. Chữ Hán của tôi viết rất là nhanh. Wǒ xiǎ hānzì xiǎ de hěn kuài, viết rất là nhanh. Wǒ jiè jiè zhāng ge zhāng de bù chuò. Wǒ jiè jiè zhāng ge zhāng de bù chuò. Chị gái của tôi hát rất là hay. Zhāng de bù chuò, hát rất là hay. Ở mỗi câu phủ định thì chúng ta chỉ cần thêm chữ bù và trước tính từ là được rồi. Chúng ta cùng xem ví dụ. Tha shuo de bù hǎo, tha shuo de bù hǎo. Anh ấy nói không tốt. Wǒ jǐ de bù zǎo, wǒ jǐ de bù zǎo. Tôi dậy không có sớm. Wǒ jǐ de bù zǎo, tôi dậy không sớm. Wǒ zhù de bù yuán, wǒ zhù de bù yuán. Tôi sống không có xa. Wǒ zhù de bù yuán, tôi sống không có xa. Đối với cấu trúc này, trong câu hỏi chính phản, chúng ta sử dụng công thức sau: chủ ngữ cộng với động từ cộng với tơ cộng với tính từ rồi bù rồi tính từ, thể khẳng định rồi phủ định của tính từ. Chúng ta xem ví dụ. Tha shuo de hǎo bù hǎo, tha shuo de hǎo bù hǎo. Anh ấy nói có tốt không? Tha shuo de hǎo bù hǎo. Jie jie jǐ de zǎo bù zǎo, jie jie jǐ de zǎo bù zǎo. Chị gái dậy có sớm không? Jie jie jǐ de zǎo bù zǎo. Câu hỏi chính phản. Nǐ zhù de yuán bù yuán, nǐ zhù de yuán bù yuán. Bạn sống có xa không? Nǐ zhù de yuán bù yuán, bạn sống có xa không? Ở cấu trúc vừa có so sánh hơn, vừa có bộ ngữ kết quả, chúng ta sẽ làm theo công thức sau. A bị B động từ cộng với tơ cộng với tính từ. Tha bị wǒ xuǎ de hǎo, tha bị wǒ xuǎ de hǎo. Cậu ấy học tốt hơn tôi. Tha bị wǒ xuǎ de hǎo, cậu ấy học tốt hơn tôi. Jie jie bị wǒ bǎo de huài, jie jie bị wǒ bǎo de huài. Chị gái chạy nhanh hơn tôi. Jie jie bị wǒ bǎo de huài. Wǒ jì zhì bǐ wǒ zuò de hǎo, wǒ jì zhì bǐ wǒ zuò de hǎo, wǒ jì zhì bǐ wǒ zuò de hǎo. Vợ của tôi nấu ngon hơn tôi. Hoặc chúng ta cũng có thể so sánh theo cấu trúc. Tha xuǎ de bǐ wǒ hǎo, tha xuǎ de bǐ wǒ hǎo. Anh ấy học thì tốt hơn tôi. Jie jie bǎo de bǐ wǒ huài, jie jie bǎo de bǐ wǒ huài. Chị gái chạy nhanh hơn tôi. Jie jie bǎo de bǐ wǒ huài. Wǒ jì zhì zuò de bǐ wǒ hǎo, wǒ jì zhì zuò de bǐ wǒ hǎo. Vợ của tôi nấu ngon hơn tôi. Wǒ jì zhì zuò de bǐ wǒ hǎo, vợ của tôi nấu ngon hơn tôi. Bây giờ chúng ta đến với các câu hỏi liên quan đến bốn mẫu đàm thoại trong bài nhé. Tha wèi shěn mè mèi tiàn wǎn shàng shí diǎn shuài jiào. Tā men jià shěi zuò fàn zuò de hǎo. 他们家谁做饭做得好? 今天天气怎么样? 今天天气怎么样? 他这两天在忙什么呢?
他这两天在忙什么呢? 他弟弟为什么要找新的房子? 他弟弟为什么要找新的房子? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Nhớ đừng quên bấm nút follow theo dõi để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới nhé. Chào tạm biệt các bạn. Anime no!